phần của thuốc thiếu hụt G6PD, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Tidon Plus giảm đau hiệu quả. Kỳ quan độc nhất vô nhị, Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp, Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023. Tháng 6 này, hành trình tôn vinh nhan sắc Việt, bùng nổ, ấn tượng, hoành tráng sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, sân khấu hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại, vòng chung kết toàn quốc hứa hẹn mang lại những phần thi hấp dẫn và choáng ngợp đến với hàng ngàn khán giả trên cả nước. Người đẹp du lịch trở lại với một format hoàn toàn mới, giúp các thí sinh quảng bá giới thiệu nhiều nét đẹp của đất nước đến gần hơn với khán giả. Người đẹp tài năng chinh phục ban giám khảo bằng những tài năng, nơi các thí sinh được thể hiện sự bứt phá và sáng tạo của bản thân, mang đến góc nhìn hoàn toàn mới. Việt Nam Beauty Fashion Fest, phần thi thể hiện khả năng trình diễn, mang tới những bộ cánh có 102 từ 3 nhà thiết kế đồng hành cùng Việt Nam Beauty Fashion Fest. Nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, nhà thiết kế Tăng Thành Công, nhà thiết kế Hà Duy. Trong đêm chung khảo Miss World Việt Nam 2023, tìm kiếm những người đẹp tài năng và bản lĩnh với sự xuất hiện của các thí sinh xuất sắc nhất cùng những màn trình diễn đầy ấn tượng. Nhan sắc nào sẽ tỏa sáng và bước tiếp vào vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023? Được diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2023. Vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023 hứa hẹn sẽ là chuỗi sự kiện hoành tráng, đáng mong chờ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chờ đợi. Miss World Việt Nam 2023 với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ. Tập đoàn Hưng Thịnh, dự án Maryland Quy Nhơn, đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023. Nhà tài trợ Kim Cương, Tidon Plus, thương hiệu thuốc giảm đau dành cho phái nữ. Nhà tài trợ Kim Cương, sâm tươi Hàn Quốc sâm vàng. Nhãn hàng Việt uống Hoàng Tố Nữ, nhà tài trợ vàng. Nhà tài trợ trang sức và vương miện Long Beach Burn. Đô chè Hà Nội Golden Flake, đối tác chiến lược. Nhà tài trợ thẩm mỹ and spa Swing Group. Nhà tài trợ bạc Pewhonic N&M Nano Liquid. Nhà tài trợ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện JT Angel. Nhà tài trợ độc quyền chăm sóc tóc Dream Trend Việt Nam. Nhà tài trợ trang phục The Show, đối tác chiến lược công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Moving. Nhà tài trợ huấn luyện thể hình, câu lạc bộ thể dục dành cho nữ Curve Fitness. Nhà tài trợ lưu trú Wink Hotel. Nhà tài trợ ẩm thực công ty trách nhiệm hữu hạn MF&B. Đơn vị hỗ trợ địa điểm nhà hàng tiệc cưới Hương Phố. Đơn vị tài trợ lưu trú khách sạn Lamo Boutique Hotel Quy Nhơn, khách sạn Ania Premier Hotel Quy Nhơn và Ania Hotel Quy Nhơn. Bệnh viện Sante, đơn vị chăm sóc sức khỏe. Nhà tài trợ O Media Studio, sở hữu công nghệ hình ảnh Public Time, độc quyền thương mại phần mềm Exango CS tại Việt Nam. Đơn vị bảo trợ truyền thông, công ty cổ phần truyền thông tập trung mặt trời vàng Goldson Media Group, Kim Ngân Group. TikTok Việt Nam, trang thông tin điện tử Top Sao. Nhà tài trợ ẩm thực nhà hàng Ram Kham Heng,
đơn vị hỗ trợ dịch vụ Antara Service Residences Quy Nhơn, đơn vị tài trợ nước ép và nguồn cốc dinh dưỡng Ligum, đơn vị hỗ trợ dịch vụ khách sạn Grand Hiam Hotel Quy Nhơn Beach, nhà tài trợ ẩm thực hệ thống nhà hàng phố 79, thương hiệu Lucky Food and Beverage, nhà hàng Gánh, cổng bình chọn chính thức Pivot, nhà tài trợ hoa S Florist, đơn vị hỗ trợ dịch vụ nước súc miệng Dental Care, nhà tài trợ bikini NGC, nhà tài trợ đồng phục SDBN, nhà tài trợ ẩm thực chay hệ thống nhà hàng chay Bà Xã, đơn vị đồng tài trợ thương hiệu keo ông xanh JCB, đơn vị hỗ trợ dịch vụ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ quốc tế Ly Cà Phê, nhà hàng Mộc Riêu Nướng, Makeup Quân Nguyễn Bu Lê. Gentlemen, welcome to Miss World Vietnam 2023. Toàn thể quý vị đang đến với đêm chung khảo toàn quốc cuộc thi Miss World Việt Nam 2023.
diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh và đang được livestream trực tiếp trên các kênh Fanpage, YouTube, TikTok Miss World Việt Nam, YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình diễn của 59 thí sinh có mặt trong vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Và những cô gái chúng ta vô cùng rạng rỡ trong bộ trang phục của nhà thiết kế Tony Phạm. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn, thưa quý vị, để cảm ơn Vũ đoàn Sắc Màu và các thí sinh. Và thưa quý vị, đêm chung khảo của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 do công ty Sen Vàng và Sen Vàng Entertainment, đơn vị độc quyền nắm giữ bản quyền của Miss World tại Việt Nam thực hiện với chủ đề Dreamland, vùng đất của những ước mơ. Ở nơi đây thì chúng ta có thể thấy các cô gái của chúng ta đang chăm sóc hạt mầm ước mơ ấy bằng sự nỗ lực vượt qua bản thân cũng như là trái tim ấm áp biết hướng về cộng đồng, và từ đó sẽ vươn mình chạm đến với chiếc vương miện danh giá, lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị các bạn, và đêm chung khảo toàn quốc cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng về cuối khán phòng để cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cảm ơn tổng đạo diễn và ekip thực hiện chương trình Miss World Việt Nam 2023. Và thưa quý vị, trước khi đến với những phần thi vô cùng căng thẳng và gây cấn của đêm chung khảo toàn quốc ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ giới thiệu với một sự trân trọng của sự hiện diện của các vị khách quý. Xin mời. Về phía ban tổ chức Miss World Việt Nam 2023, xin trân trọng giới thiệu ông Dương Đình Phan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, Phó Trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam 2023. Và ngay sau đây xin được chào đón ban giám khảo của cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch Miss World Việt Nam, Thạc sĩ Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Miss World Việt Nam 2023. Trân trọng giới thiệu Miss World Việt Nam 2019, top 12 Miss World 2019, Lương Thùy Linh, Phó Trưởng ban giám khảo Miss World Việt Nam 2023. Và bây giờ là thành viên của ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018, top 5 Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2018, Trần Tiểu Vy. Thành viên tiếp theo của ban giám khảo xin trân trọng giới thiệu Hoa hậu Việt Nam 2020, top 13 Miss World 2021, Đỗ Thị Hà. Xin trân trọng giới thiệu nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Xin trân trọng giới thiệu MC diễn viên Vân Trang. Thưa quý vị, đây chính là ban giám khảo quyền lực của cuộc thi năm nay. Những người với vốn kiến thức chuyên môn sâu rộng, khả năng đánh giá nhạy bén công tâm, cùng với kinh nghiệm trong việc chọn ra chủ nhân xứng đáng với chiếc vương miện danh giá, sẽ giúp chúng ta tìm ra viên ngọc quý để tiếp nối chặng hành trình đầy rực rỡ tiếp theo mang tên Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Và xin cảm ơn ban giám khảo và xin mời quý vị sẽ quay trở lại với vị trí danh dự của mình để chuẩn bị theo dõi phần tranh tài của các thí sinh ngày hôm nay. Và cho phép chúng tôi xin được mời lại Chủ tịch của Miss World Việt Nam, Thạc sĩ Phạm Kim Dung, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo Miss World Việt Nam 2023 sẽ nén lại sân khấu và có đôi lời phát biểu. Kính thưa quý lãnh đạo, quý khách mời, kính thưa toàn thể quý khán giả đang theo dõi cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 tại nhà hát Hòa Bình, cũng như các khán giả đang xem chương trình qua hệ thống live stream các kênh của Sen Vàng và của Miss World Việt Nam. Chúng tôi rất là vui mừng để tổ chức được vòng chung khảo cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi được tổ chức thành công vòng chung khảo tại đây. Xin trân trọng cảm ơn Maryland Quy Nhơn đã tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong mùa 2 tại Maryland Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Mong rằng là vòng chung kết sắp tới sẽ là một mùa thi thật là sôi động, hấp dẫn và mang lại nhiều điều mới mẻ tại Maryland Quy Nhơn. Dear Thailand team, we are really happy to have you here for Miss World Vietnam 2023. We hope that in one third our journey, Thailand team has delighted with our candidate performance. They are not only beautiful but also talented. And I also I believe that your Thailand team also satisfied with our San Van team for our cooperation. Thank you very much. Và chúng tôi cũng chân thành cảm ơn nhãn hàng Sâm Vàng đã cùng với Thailand team trở thành nhà tài trợ vàng cho cuộc thi. Xin cảm ơn Long Beach Burn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi và cảm ơn Shin và Shin Premium đã tiếp tục để tôn vinh vẻ đẹp của các thí sinh Miss World Việt Nam 2023. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các phụ huynh đã gửi con em đến cuộc thi của chúng tôi. Và chúng tôi tin rằng là sau cuộc thi, quý vị sẽ nhìn thấy con em mình là những phiên bản khác, những phiên bản hoàn hảo hơn. Chúng tôi tin rằng là quý vị sẽ là người ban cho con mình nhan sắc, hình hài xinh đẹp. Và khi đi bên cạnh chúng tôi sẽ là những người tạo cho các bạn những thần thái mới, những phong cách mới và sự thành công mới nếu như các bạn được vào những top show. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban giám khảo. Tôi tin chắc rằng ban giám khảo là những người sẽ vô cùng trách nhiệm để giúp chúng tôi lựa chọn xứng đáng, lựa chọn những kết quả xứng đáng cho mùa giải năm nay. Và mong rằng là trong mỗi chúng ta thì chắc chắn là ai cũng có những sự lựa chọn của riêng mình. Nhưng mà hãy tin tưởng chúng tôi, chắc chắn là chúng tôi sẽ vì chúng tôi trước, vì tất cả những người hâm mộ cuộc thi sắc đẹp sau, vì cuộc thi Miss World Việt Nam sẽ chọn ra những người xứng đáng. Kính chúc quý vị một đêm thưởng thức nghệ thuật thật là vui vẻ và nhiều ấn tượng với chúng tôi. Xin cảm ơn ekip, cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam và cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn ạ. Trân trọng cảm ơn phần phát biểu vô cùng hoàn hảo và truyền cảm hứng của thạc sĩ Phạm Kim Dung. Thưa quý vị, đồng hành cùng 59 thí sinh xuyên suốt trong vòng chung khảo toàn quốc, thương hiệu thuốc giảm đau dành cho phái nữ T-Dome Plus, nhà tài trợ kim cương của Miss World Việt Nam 2023, luôn là người bạn đồng hành, hỗ trợ những thí sinh, giúp các thí sinh vượt qua những khó khăn, đặc biệt là các cơn đau trong suốt quá trình tập luyện. Bên cạnh đó, công ty cổ phần dược phẩm RVOBV còn cổ vũ tinh thần thí sinh tự tin để cất lên giọng nói của phái nữ với sự đồng hành của thương hiệu viên ngậm Star Sotrot. Đồng thời thì ban tổ chức cuộc thi cũng rất trân trọng sự tin tưởng từ tất cả các đơn vị tài trợ đã lựa chọn chúng tôi để góp phần đưa thương hiệu quý vị đến gần hơn với công chúng. Và ngay sau đây, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đơn vị nhà tài trợ đồng hành cùng Miss World Việt Nam 2023. Trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Ngọc Huệ, Phó Tổng Giám đốc Hương Thịnh Land, nhà phát triển dự án Maryland Quy Nhơn, đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức vòng chung kết Miss World Việt Nam 2023. Và ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu đại diện nhà tài trợ kim cương nhãn hàng T-Dome Plus, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Relief Pharma Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Kim Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm RVOBV. Xin trân trọng giới thiệu Mr. Animesh Tiagi, giám đốc điều hành công ty cổ phần dược phẩm RVOBV. Xin trân trọng giới thiệu Miss Shirley Mukherjee, trưởng phòng Media Planning and Communication, tập đoàn RV Group. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hùng, tổng giám đốc công ty cổ phần BFB, thương hiệu Sâm Vàng, nhà tài trợ kim cương. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Khánh, quản lý thương hiệu Long Beach Burn, nhà tài trợ trang sức và vương miện. Trân trọng giới thiệu ông Vũ Cao Thăng, đại diện đơn vị phân phối nhãn hàng Hoàng Tú Nữ, nhà tài trợ vàng. Và xin trân trọng giới thiệu bà Lê Thị Xuân, chủ tịch Shin Group, cố vấn thẩm mỹ and spa, nhà tài trợ thẩm mỹ và spa. Trân trọng giới thiệu bà Vân Nguyễn, CEO nhãn hàng BeHomeNet, NMN Nano Liquid, nhà tài trợ bạc. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Thành, chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ JT Angel, nhà tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ. Xin trân trọng giới thiệu bà Đồng Đông Thảo,
CEO thương hiệu Dream Trend Việt Nam, nhà tài trợ độc quyền chăm sóc tóc. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Kim Ngân Group, đơn vị bảo trợ truyền thông. Trân trọng giới thiệu ông Đinh Trung, Giám đốc đối ngoại Công ty Cổ phần Truyền thông Tập trung Mặt trời vàng Wilson Media Group, đơn vị bảo trợ truyền thông. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Moving, đáo đối tác chiến lược. Trân trọng giới thiệu bà Anna Đặng, CEO Công ty trách nhiệm hữu hạn Anna Imperial, founder The Show, nhà tài trợ trang phục. Trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vivos Việt Nam, cổng bình chọn chính thức. Trân trọng giới thiệu ông Tăng Bảo Khang, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn MFB, hệ thống chuỗi M Cafe and Restaurant, nhà tài trợ ẩm thực. Xin trân trọng giới thiệu bà Đinh Lan, Giám đốc thương hiệu Dental Care, đơn vị hỗ trợ dịch vụ. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thái Nguyên, Tổng Giám đốc Curls Việt Nam, hệ thống câu lạc bộ thể dục 30 phút dành cho nữ, nhà tài trợ huấn luyện thể hình. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Lê Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Sante, đơn vị chăm sóc sức khỏe. Xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Tấn Duy, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thaiwood, thương hiệu Legumes, đơn vị tài trợ nước ép và ngũ cốc dinh dưỡng. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Lê Xuân An, Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị chuỗi khách sạn An Gia, Hotel Quy Nhơn, đơn vị tài trợ lưu trú. Trân trọng giới thiệu sự diện của ông Trần Đại Phước, CEO nhà hàng Thái Ram Kham Heng, nhà tài trợ ẩm thực. Trân trọng giới thiệu ông Chí Vũ, Marketing Manager hệ thống nhà hàng phố 79, nhà tài trợ ẩm thực. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Khoa, CEO nhà hàng Gánh, nhà tài trợ ẩm thực. Xin trân trọng giới thiệu bà Trần Thụy Thanh Trúc, Giám đốc Marketing và Truyền thông Bell Group Hospitality, đơn vị đồng hành cùng Miss World Việt Nam 2023. Và về phía khách mời, Cát Hoa Á Hậu sẽ được trân trọng giới thiệu. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sang Vinh, Giám đốc Kinh doanh Grand Hyatt Hotel, đơn vị hỗ trợ dịch vụ. Và thưa quý vị, về phía khách mời, Cát Hoa Á Hậu xin trân trọng giới thiệu. Và thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu bà Diệp Thị Diễm Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo May mặc SD Việt Nam, thương hiệu áo thun SDVN, nhà tài trợ đồng phục. Xin được trân trọng giới thiệu bà Võ Diệu Linh, Marketing Manager Sài Gòn South Marina Club, Việt Nam Beauty Fashion Fest 3 chính là nơi đã được đơn vị này tài trợ địa điểm. Và thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu bà Maria Van, Chủ tịch O Media Studio, sở hữu công nghệ hình ảnh Polet Time, độc quyền thương mại phần mềm X-Angel CS tại Việt Nam, đối tác chiến lược. Trân trọng giới thiệu ông Lê Hữu Phát, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Việt Hưng Long, thương hiệu nhà hàng Lucky Mia, nhà tài trợ ẩm thực. Trân trọng giới thiệu ông Hồ Hoàng Thám, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn ẩm thực Chay Bà Xã, hệ thống nhà hàng Chay Bà Xã, nhà tài trợ ẩm thực Chay. Trân trọng giới thiệu sự diện của bà Ngân Trần, nhà sáng lập thương hiệu NGC, nhà tài trợ bikini. Quý vị, xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Ngọc Thu Trang, nhà sáng lập thương hiệu JCB, đơn vị đồng tài trợ. Thưa quý vị, về phía khách mời, các Hoa Á Hậu xin được trân trọng giới thiệu đương kim Hoa Hậu Thế giới Việt Nam 2022, Miss World Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Trân trọng giới thiệu Miss Intercontinental 2022, Hoa hậu Liên lục địa 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Trân trọng giới thiệu Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022, Miss International Việt Nam 2023, Nguyễn Phương Nhi. Trân trọng giới thiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Top 8 Miss World 2019, Nguyễn Tường Sang. Xin
được trân trọng giới thiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, Top 20 Miss Grand International 2020, Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Xin giới thiệu Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam 2022, Trần Tuyết Như. Xin được giới thiệu Á hậu 3 Miss Grand Việt Nam 2022, Trần Nguyên Minh Thư. Xin được giới thiệu Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy. Xin trân trọng giới thiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022, Trịnh Thùy Linh. Xin giới thiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022, Lê Nguyễn Ngọc Hằng. Và đứng cạnh bên Vũ Mạnh Cường là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đó là Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2022, Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Xin cảm ơn Vũ Mạnh Cường và Quỳnh Châu, cũng xin được gửi một lời chào nồng nhiệt nhất đến với các anh chị nhà thiết kế, các đối tác, các stylist và đặc biệt là các fan hâm mộ sắc đẹp đã yêu mến theo dõi Miss World Việt Nam 2023. Và một tràng pháo tay thật lớn cho đêm chung khảo Miss World Việt Nam 2023 được không ạ? Dạ thưa quý vị, và nếu như quý vị yêu mến một thí sinh nào thì quý vị hãy ngay lập tức truy cập vào website missworldvietnam.bvote.vn để bình chọn cho thí sinh đó. Số điểm bình chọn quý vị sẽ quyết định tới 80% tổng điểm của thí sinh tại phần thi này. 20% còn lại sẽ là điểm từ ban giám khảo. Thưa quý vị, BVote, cổng bình chọn chính thức của cuộc thi đã được mở ra vào ngày 6 tháng 6 và sẽ kết thúc vào 21:30 tối nay. Hai thí sinh có tổng điểm cao nhất sẽ trở thành người đẹp được yêu thích nhất vòng chung khảo toàn quốc của Miss World Việt Nam 2023 và sẽ có mặt tại vòng chung kết. Và kết quả sẽ được ban tổ chức chúng tôi công bố vào cuối đêm thi này. Nên là quý vị mà có yêu mến thí sinh nào thì hãy nhanh tay bình chọn, vì chúng ta chỉ còn một vài giờ nữa thôi quý vị nha. Dạ vâng ạ. Và trước khi gặp lại 59 thí sinh trong đêm chung khảo toàn quốc của Miss World Việt Nam 2023 hôm nay với phần dự thi đầu tiên, thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng quay trở lại ngay sau ít phút dành cho quảng cáo thưa quý vị. Kỳ quan độc nhất vô nhị, Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp, Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Thuốc giảm đau Tidon Plus giữa acetaminophen và caffeine giúp giảm đau hiệu quả trong các trường hợp đau đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau nhức do thấp khớp, viêm xoang, cảm lạnh. Không dùng Tidon Plus cho người suy gan nặng, trẻ em dưới 12 tuổi, mẫn cảm với các thành phần của thuốc thiếu hụt G6PD. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Tidon Plus giảm đau hiệu quả. Sâm tươi Hàn Quốc sâm vàng, tích lũy sức khỏe mỗi ngày. Sâm vàng, cây sâm tươi chất lượng cao được canh tác bằng công nghệ nông trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc. Sâm tươi sâm vàng giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa ung thư, Alzheimer, tiểu đường, các bệnh gan thận, hỗ trợ sinh lý, hỗ trợ làm đẹp và trẻ hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi. Sở hữu ngay sâm tươi sâm vàng để bảo vệ, tích lũy và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Sâm tươi sâm vàng giao hàng trên toàn quốc. Ngọc trai là biểu tượng của quyền lực địa vị, là trang sức dành cho người phụ nữ quý phái. Sự lung linh này là nỗ lực của vô chừng thời gian để từ một hạt cát trả lại cho đời một bóng phở hân hoàng. Long Beach Pearl. Chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, các thí sinh Miss World, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Viện thẩm mỹ công nghệ cao Sun Premium, số 1 nâng cơ công nghệ cao hàng đầu châu Á. Hotline 1900 989800. Sun House, đơn vị đồng hành cùng Miss Grand Việt Nam 2022 và Miss World Việt Nam 2023.
Viện chăm sóc da và phòng khám da liễu Sinhouse, số 1 điều trị và trẻ hóa da hàng đầu châu Á. Hotline 1900 989800. Vilhonic NMN Nano Liquid, giải pháp cho sắc đẹp căng tràn, thanh xuân trọn vẹn. Tinh hoa công nghệ cao đến từ Nhật Bản. NMN Nano Liquid, quan tâm sắc vóc, đón nhận hào quang. Kim Ngân Group, đơn vị truyền thông hàng đầu với các lĩnh vực như quảng cáo pano ốp đường, quảng cáo trụ pano, quảng cáo sân bay, quảng cáo màn hình LED, quảng cáo xe buýt, quảng cáo xe taxi. Phạm vi trải dài 63 tỉnh thành, chúng tôi luôn đáp ứng đúng với chiến lược của từng thương hiệu trong và ngoài nước khi đến với chúng tôi. Hương phố tự hào là biểu tượng cho tình yêu chung thủy, may mắn và khát vọng thành công. Hương phố sang trọng hơn, khác biệt hơn. Sâm tươi Hàn Quốc sâm vàng, tích lũy sức khỏe mỗi ngày. Sâm vàng, cây sâm tươi chất lượng cao được canh tác bằng công nghệ nông trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc. Sâm tươi sâm vàng giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa ung thư, Alzheimer, tiểu đường, các bệnh gan thận, hỗ trợ sinh lý, hỗ trợ làm đẹp và trẻ hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi. Sở hữu ngay sâm tươi sâm vàng để bảo vệ, tích lũy và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Sâm tươi sâm vàng giao hàng trên toàn quốc. Đừng hỏi vì sao, là cái chất lượng cao đó là vì sao. Họng thông thoáng không có thấy đâu, rác chỉ một viên do. Lidocaine và tyrosine, cetrimonium. Không phải phép màu, rồi hiệu quả và tác động tức thì là nhờ có ba chất và biến mất, kháng luôn cả vi khuẩn, đánh bật thêm virus thành the mát. Vì bác hà nên giọng luôn khu như xa, rất không đương mật. Vì cũng đủ ngọt ngào, cảm giác quá chân thật. Nếu chất lượng là một cuộc thi thì chắc chắn xa là hạng nhất. Viên ngậm giảm nhanh đau họng, không dùng Starsol Throat cho người mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Kỳ quan độc nhất vô nhị, Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp. Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Chào đón quý vị đang quay trở lại với đêm chung khảo toàn quốc cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Thưa quý vị, chương trình đang được diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và được livestream trực tiếp trên các kênh fanpage YouTube, TikTok, Miss World Việt Nam, YouTube Sen Vàng TV.
Thưa quý vị, qua vòng sơ khảo thì ban tổ chức cuộc thi đã tìm ra được 59 cô gái xuất sắc nhất bước tiếp vào đêm chung khảo toàn quốc cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 với những phần thi và những hoạt động đồng hành vô cùng hấp dẫn. Và thưa quý vị, để chúng ta có được cái nhìn cận cảnh hơn với các thí sinh của vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023 thì xin quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi một đoạn video ngắn sau đây. Tôi tên Bùi Thị Hồng Trang, đến từ Quảng Ninh. Tôi tên Hoàng Thị Yến Nhi, đến từ Đồng Nai. Tôi tên Trần Thị Tú Hảo, đến từ Tiền Giang. Tôi tên Nguyễn Huỳnh Kim Oan, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Lê Khắc Anda, đến từ Đà Nẵng. Tôi tên Nguyễn Kim Phụng, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Trần Thị Khánh Ly, đến từ Nam Định. Tôi tên Nguyễn Uy Nhi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Nguyễn Trà Như Nghĩa, đến từ Phú Yên. Tôi tên Phan Thị Thu Thảo, đến từ Quảng Nam. Tôi tên Nguyễn Ngô Nhật Hạ, đến từ Đà Nẵng. Tôi tên Trần Hải Vi, đến từ Hải Phòng. Tôi tên Đỗ Thanh Hường, đến từ Thanh Hóa. Tôi tên Huỳnh Trần Ý Nhi, đến từ Bình Định. Tôi tên Nguyễn Lê Hoàng Linh, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Nguyễn Hà My, đến từ Đồng Tháp. Tôi tên Phùng Thị Hương Giang, đến từ Thanh Hóa. Tôi tên Lê Thị Kim Hậu, đến từ Cần Thơ. Tôi tên Hoàng Thu Huyền, đến từ Thái Nguyên. Tôi tên Lê Mỹ Duyên, đến từ Thái Bình. Tôi tên Võ Tấn Săn Vi, đến từ Thừa Thiên Huế. Tôi tên Phạm Hương Anh, đến từ Hà Nội. Tôi tên Đỗ Thùy Dung, đến từ Bình Dương. Tôi tên Nguyễn Thị Phượng, đến từ Thanh Hóa. Tôi tên Nguyễn Thị Kiều Anh, đến từ Long An. Tôi tên Đoàn Minh Thảo, đến từ Hà Nội. Tôi tên Nguyễn Thị Thúy Ngọc, đến từ Long An. Tôi tên Nguyễn Thiên Thanh, đến từ Đồng Tháp. Tôi tên Trần Phương Nhi, đến từ Hải Dương. Tôi tên Đỗ Thị Phương Thanh, đến từ Thái Bình. Tôi tên Nguyễn Thị Lan Anh, đến từ Hà Nội. Tôi tên Bùi Thị Phương Loan, đến từ Gia Lai. Tôi tên Trần Thị Phương Nhung, đến từ Quảng Bình. Tôi tên Phạm Thị Tú Trinh, đến từ Bình Phước. Tôi tên Đặng Thị Phương Uyên, đến từ Đắk Lắk. Tôi tên Trần Thị Hoa Thương, đến từ Quảng Nam. Tôi tên Trần Ngọc Nhi, đến từ Bình Dương. Tôi tên Võ Quỳnh Thư, đến từ Đắk Lắk. Tôi tên Đông Thị Mộng Nhi, đến từ Long An. Tôi tên Nguyễn Thị Liên, đến từ Đắk Lắk. Tôi tên Đỗ Trần Ngọc Thảo, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Nguyễn Ngân Hà, đến từ Nghệ An. Tôi tên Trần Thị Hồng Linh, đến từ Đà Nẵng. Tôi tên Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, đến từ Hải Dương. Tôi tên Phạm Phi Phụng, đến từ An Giang. Tôi tên Lê Phương Ly, đến từ Thanh Hóa. Tôi tên Phan Thị Việt Ngọc, đến từ Hà Tĩnh. Tôi tên Nguyễn Thị Sinh, đến từ Bắc Ninh. Tôi tên Huỳnh Minh Kiên, đến từ Ninh Thuận. Tôi tên Nguyễn Minh Trang, đến từ Hà Nội. Tôi tên Đào Thị Hiền, đến từ Nghệ An. Tôi tên Mai Thị Hà Thu, đến từ Hải Phòng. Tôi tên Nguyễn Phương Linh, đến từ Hà Nội. Tôi tên Nguyễn Hồng Thanh, đến từ thành phố Cần Thơ.
Tôi tên Ngô Thị Bích Thủy, đến từ Bình Phước. Tôi tên Võ Thị Thu Thảo, đến từ Tiền Giang. Tôi tên Huỳnh Hà Hải Yến, đến từ Bình Dương. Tôi tên Nguyễn Thị Nhật Linh, đến từ Bình Định. Tôi tên Bùi Khánh Linh, đến từ Bắc Giang. Cùng đến với phần dự thi trang phục áo dài của các thí sinh vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 với các thiết kế đến từ bộ sưu tập Ngân Hà do nhà thiết kế Ngô Nhật Huy thực hiện. Lấy cảm hứng từ sắc màu và vẻ đẹp lung linh kỳ ảo của giải Ngân Hà, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy đã khéo léo kết hợp giữa sự hiện đại và nét truyền thống trong từng thiết kế áo dài để tạo nên bộ sưu tập độc đáo, tinh tế, giúp các cô gái khoe trọn vẻ đẹp rực rỡ để tự tin sải bước trên sân khấu ngay lúc này. Thí sinh 512 Huỳnh Minh Kiên đến từ Ninh Thuận. Thí sinh 188 Bùi Thị Hồng Trang đến từ Quảng Ninh.
4351 Trần Hải Vi đến từ Hải Phòng. 433 Đoàn Minh Thảo đến từ Hà Nội. Hai ba bốn Đông Thị Mộng Nhi đến từ Long An. 284 Nguyễn Uy Nhi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Nhật Linh đến từ Bình Định. 456 Nguyễn Trà Như Nghĩa đến từ Phú Yên. 193 Lê Thị Kim Hậu đến từ thành phố Cần Thơ. 153 Lê Mỹ Duyên đến từ Thái Bình. 273 Trần Thị Tú Hảo đến từ Tiền Giang và 314 Đỗ Thanh Hường đến từ Thanh Hóa. Ba chín chín Nguyễn Huỳnh Kim Oanh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. 015 Trần Phương Nhi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. 27 Nguyễn Thị Liên đến từ Đắk Lắk. 367 Võ Thị Thu Thảo đến từ Tiền Giang. 164 Võ Quỳnh Thư đến từ Đắk Lắk. 055 Trần Thị Phương Nhung đến từ Quảng Bình. 159 Lê Phương Ly đến từ Thanh Hóa và 116 Phan Thị Thu Thảo đến từ Quảng Nam. Một bốn năm Ngô Thị Bích Thủy đến từ Bình Phước. 123 Hoàng Thu Huyền đến từ Thái Nguyên. 78 Nguyễn Thị Kiều Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh và 305 Trần Ngọc Nhi đến từ Bình Dương.
064 Đào Thị Hiền đến từ Nghệ An, 119 Nguyễn Hà My đến từ Đồng Tháp. Nguyễn Thiên Thành đến từ Đồng Tháp, và 151 Nguyễn Lê Hoàng Linh đến từ Nam Định, 211 Bùi Khánh Linh đến từ Bắc Giang. Bộ sưu tập Ngân Hà ứng dụng kỹ thuật cắt cúp form dáng và lối đến kết đá pha lê tinh xảo. Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy đã truyền tải vào trong từng tà áo dài truyền thống một góc nhìn mới đầy độc đáo, mới lạ nhưng vẫn thu hút và đầy quyến rũ. Quý vị cùng chiêm ngưỡng lại các thí sinh vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ trong tà áo dài đến từ nhà thiết kế Ngô Nhật Huy với bộ sưu tập mang tên Ngân Hà, đi cùng với trang sức ngọc trai cao cấp đến từ Long Beach Pearl. Chào đón các thí sinh tiếp theo trong phần thi trang phục áo dài với các thiết kế đến từ bộ sưu tập mang tên Mộng Mị của nhà thiết kế Thạch Linh. Sử dụng hội họa trừu tượng tập trung vào màu sắc, kết cấu và cảm xúc, bộ sưu tập Mộng Mị của nhà thiết kế Thạch Linh đã thành công trong việc truyền tải thông điệp về sự tự do, dám ước mơ và thể hiện cá tính riêng của mình, của các thí sinh thông qua thế giới thời trang cùng với trang sức ngọc trai cao cấp của Long Beach Pearl. Thí sinh 165 Hoàng Thị Yến Nhi đến từ Đồng Nai và 332 Nguyễn Thị Lan Anh đến từ Hà Nội. Phạm Hương Anh đến từ Hà Nội, 303 Phạm Thị Tú Trinh đến từ Bình Phước. Huỳnh Hà Hải Yến đến từ Bình Dương, 011 Nguyễn Thị Sinh đến từ Bắc Ninh. Hà Nội.
150 Phan Thị Việt Ngọc đến từ Hà Tĩnh và 306 Nguyễn Kim Phụng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Hà đến từ Đà Nẵng và 311 Đỗ Trần Ngọc Thảo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trần Thị Hồng Linh đến từ Đà Nẵng. 113 Phùng Thị Hương Giang đến từ Thanh Hóa. 102 Đỗ Thị Phương Thanh đến từ Thái Bình. 420 Trần Thị Thoa Thương đến từ Quảng Nam. 039 Nguyễn Thị Phượng đến từ Thanh Hóa. 095 Võ Tấn Sanh Vi đến từ Thừa Thiên Huế. 14 Huỳnh Trần Ý Nhi đến từ Bình Định và 256 Nguyễn Thị Thúy Ngọc đến từ Long An.
với chất liệu chính là tơ tằm, tắp ta, lụa dệt thủ công kết hợp với vẽ tay và đính kết thủ công bằng pha lê. Ta có thể thấy các thiết kế đến từ bộ sưu tập mộng mị của nhà thiết kế Thạch Linh, giúp các thí sinh toát lên vẻ đẹp sang trọng, đài cát nhưng không kém phần mềm mại và duyên dáng. Mời quý vị cùng nhìn ngắm lại nhóm thí sinh vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 trong phần thi trang phục áo dài. Dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng các cô gái chúng ta đã hoàn thành xong phần dự thi đầu tiên trong trang phục áo dài, cũng như là cảm ơn hai tuyệt đỉnh song ca Như Quỳnh và Phương Thủy đã mang đến tiết mục Mời Trầu. Và thưa quý vị, nếu quý vị yêu thích bất cứ thí sinh nào thì đừng quên bình chọn cho họ thông qua BeVote, cổng bình chọn chính thức của cuộc thi, website missworldvietnam.bevote.vn. Và đây sẽ là cách để chúng ta thể hiện tình yêu thương đối với thí sinh mà mình yêu thích nhất quý vị nha. Bởi vì thí sinh mà chiến thắng ở cái lượt bình chọn này á, sẽ được bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc được diễn ra vào tháng 7 sắp tới tại Kỳ Quan Miền Nhiệt Đới Maryland Quy Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. Và quý vị hãy nhanh tay lên ạ, bởi vì cổng bình chọn BeVote của chúng tôi sẽ được đóng lại vào lúc 21 giờ 30 phút tối hôm nay. Chính vì vậy mà quý vị hãy nhanh tay bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhé. Và ngay bây giờ thì quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình vì chúng tôi sẽ quay trở lại trong ít phút nữa. Kỳ quan độc nhất vô nhị, Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp, Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Đừng hỏi vì sao là cái chất lượng cao đó là vì star, họng thông thoáng không có thấy đâu rác chỉ một viên star, lidocaine và tyrosine cerimonium, không phải phép màu, rồi hiệu quả và tác động tức thì là nhờ có ba chất và biến mất, kháng luôn cả vi khuẩn đánh bật thêm virus thành the mát. Vì bác hè nên giọng luôn khu như xa, rất không đương mất, vì cũng đủ ngọt ngào cảm giác quá chân thật. Nếu chất lượng là một cuộc thi thì chắc chắn xa là hạng nhất. Viên ngậm giảm nhanh đau họng, không dùng star sao cho người mẫn cảm và các thành phần của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm tươi Hàn Quốc sâm vàng, tích lũy sức khỏe mỗi ngày. Sâm vàng, cây sâm tươi chất lượng cao được canh tác bằng công nghệ nông trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc. Sâm tươi sâm vàng giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa ung thư, Alzheimer, tiểu đường, các bệnh gan thận, hỗ trợ sinh lý, hỗ trợ làm đẹp và trẻ hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi. Sở hữu ngay sâm tươi sâm vàng để bảo vệ, tích lũy và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Sâm tươi sâm vàng giao hàng trên toàn quốc. Ngọc trai là biểu tượng của quyền lực địa vị, là trang sức dành cho người phụ nữ quý phái. Sự lung linh này là nỗ lực của vô chừng thời gian để từ một hạt cát trả lại cho đời một bóng phở hân hoàng. Long Beach Pearl. Bệnh viện thẩm mỹ JT Andrew từ Bộ Y tế cấp phép và đi vào hoạt động tại địa chỉ 852 An Dương Vương, phường 13, quận 6. Bệnh viện được đầu tư quy mô chuẩn 5 sao, 7 tầng dịch vụ với tổng diện tích gần 7,000 m². Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu cả nước, địa chỉ làm đẹp tin cậy cho mọi người dân Việt Nam.
dưỡng ước mơ, kiến tạo xu hướng, tinh chất dưỡng tóc AHA Essence Dream Gen, kết cấu AHA gel nước đầu tiên tại Việt Nam, cho tóc vào nếp suôn mượt chỉ trong 10 giây. Với gần 30 năm kinh nghiệm, Gunsun Media Group mang đến sức mạnh của mạng lưới truyền thông quảng cáo phủ khắp Việt Nam. Tự hào là đơn vị duy nhất có hệ thống truyền thông quảng cáo trải rộng về mặt địa lý, phong phú về mặt hình thức và đa dạng về cách hiển thị, tạo nên một hệ sinh thái Digital AOH, khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu, trở thành cầu nối vững chắc, đưa thương hiệu tới gần khách hàng hơn bao giờ hết. Cảm ơn quý khách đã luôn tín nhiệm và đồng hành cùng chúng tôi. Ly Cà Phê Tourist chuyên tổ chức các tour du lịch trong nước và quốc tế, hỗ trợ các dịch vụ, tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp du lịch, dịch vụ vận chuyển, set up nhà hàng, book phòng khách sạn, tổ chức team building chuyên nghiệp. Với đội ngũ nhân viên sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý khách tận tình chu đáo, chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới, mang đến sự hài lòng nhất để mỗi chuyến đi là một trải nghiệm hoàn hảo. Xin chúc quý khách có kỳ nghỉ vui vẻ và thư giãn. Ly Cà Phê Tourist, you go you like, đi là thích. Liệu trình chăm sóc răng miệng chuẩn nha khoa. Theo thống kê từ các tổ chức y tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh răng miệng rất cao. Nó không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn khiến người bệnh thường xuyên phải chịu những cơn đau buốt, biến chứng. Sản phẩm Dental Care ra đời giúp bảo vệ nụ cười và chăm sóc răng miệng chuẩn nha khoa tại nhà. Sâm tươi Hàn Quốc sâm vàng, tích lũy sức khỏe mỗi ngày. Sâm vàng, cây sâm tươi chất lượng cao được canh tác bằng công nghệ nông trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc. Sâm tươi sâm vàng giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa ung thư, Alzheimer, tiểu đường, các bệnh gan thận, hỗ trợ sinh lý, hỗ trợ làm đẹp và trẻ hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi. Sở hữu ngay sâm tươi sâm vàng để bảo vệ, tích lũy và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Sâm tươi sâm vàng giao hàng trên toàn quốc. Thuốc giảm đau Tinon Plus giữa acetaminophen và caffeine giúp giảm đau hiệu quả trong các trường hợp đau đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau nhức do thấp khớp, viêm xoang, cảm lạnh. Không dùng Tinon Plus cho người suy gan nặng, trẻ em dưới 12 tuổi, mẫn cảm với các thành phần của thuốc thiếu hụt G6PD. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng Tinon Plus giảm đau hiệu quả. Kỳ quan độc nhất vô nhị, Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp, Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Chào đón quý vị đang quay trở lại với đêm chung khảo toàn quốc cuộc thi Miss World Việt Nam 2023. Chương trình đang được diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình Thành phố Hồ Chí Minh và được livestream trực tiếp trên các kênh Fanpage, YouTube, TikTok, Miss World Việt Nam, YouTube Sen Vàng TV. Thưa quý vị, sau đêm thi hôm nay thì chúng ta sẽ biết là những cô gái nào xuất sắc bước tiếp vào đêm chung kết toàn quốc của cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, cũng như là có cơ hội chạm tay vào chiếc vương miện danh giá. Chính vậy mà ngay thời điểm này, quý vị hãy truy cập vào website đó là missworldvietnam.bvote.vn để bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất nha. Và quý vị lưu ý là hãy nhanh tay lên ạ, bởi vì cổng bình chọn của chúng tôi sẽ được đóng lại vào lúc 21:30 tối hôm nay ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi những video về quá trình rèn luyện của các thí sinh trong cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 quý vị nha. Trên hành trình tìm kiếm chủ nhân cho chiếc vương miện danh giá Miss World Việt Nam 2023,
các thí sinh không chỉ được đánh giá qua nhan sắc và tri thức, mà còn qua các vòng thi thành phần. Vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023 với các phần thi hấp dẫn. Phần thi người đẹp tài năng. Các thí sinh đã chinh phục ban giám khảo bằng những màn thể hiện tài năng, đa sắc màu. Người đẹp du lịch. Trở lại với format hoàn toàn mới, các thí sinh sẽ giới thiệu nhiều nét đẹp của đất nước đến gần hơn với khán giả thông qua các video quảng bá địa điểm du lịch của địa phương mình. Người đẹp thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest. Sau hai mùa tổ chức đầy thành công, Vietnam Beauty Fashion Fest mùa thứ 3 đã chính thức quay trở lại với phần trình diễn tại vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam năm nay, hướng đến là cơ hội cho các thí sinh có dịp được thể hiện kỹ năng catwalk, bản lĩnh làm chủ sân khấu của mình trên sàn runway chuyên nghiệp, và cũng là dịp để các thành viên ban giám khảo cuộc thi chọn ra thí sinh đạt danh hiệu người đẹp thời trang của Miss World Việt Nam 2023. Người đẹp truyền thông. Cuộc thi ấn tượng dành cho các thí sinh tạo sức hút cho mình đến với quý vị khán giả thông qua video đạt được lượt view cao nhất trên fanpage Miss World Việt Nam. Người đẹp được yêu thích nhất. Phần thi thể hiện sự yêu mến của khán giả dành cho thí sinh. Giải thưởng người đẹp được yêu thích nhất được tính dưới hình thức bình chọn qua cổng bình chọn trực tuyến BeVote. Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi và càng tỏa sáng. Tất cả cùng làm nên một mùa Miss World Việt Nam 2023 đầy sôi động và mãn nhãn. Chúng tôi rất cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị khán giả đã cổ vũ cho từng thí sinh của chúng tôi. Và ngay bây giờ tôi tin chắc rằng là những tràng pháo tay còn lớn hơn nữa, bởi vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi vô cùng hấp dẫn luôn. Đó là phần thi trang phục áo tắm. Thưa quý vị, em nghe nói chứ trang phục áo tắm là mình thấy là cũng hot hòn hòn đó anh hả? Thật sự đó là với phần thi trang phục áo tắm lần này thì trước khi bước đến với phần thi chính thức thì chúng ta hãy cùng chào đón một anh chàng ca sĩ vô cùng điển trai và tài năng. Một tràng vỗ tay cho ca sĩ ST Sơn Thạch với You Like an Angel. Thank you.
make me higher, you make me fly. Phải chăng em là thiên thần bước đến bên cạnh chiếm lấy hồn anh, hay đó là vinh giác em? Phải chăng em là thiên thần ánh mắt kiêu kỳ thoáng chút tình gì đưa một chiều em cứ đi vì kêu mà anh chẳng thể quay đầu. You are like an angel, oh, you are like an angel, oh. Thí sinh vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Anh Trang đầy năng lượng và trẻ trung phải không thưa quý vị? Ở đây chúng ta có 59 gương mặt vô cùng xinh đẹp. Và thật sự là với cái màn trình diễn vừa rồi quá là năng lượng, quá là trẻ trung, thì Quỳnh Châu cũng ước gì là tới phòng thi trang phục áo tắm thì chúng ta sẽ có được 59 thí sinh sẽ cùng thi. Nhưng mà thật sự rất là đáng tiếc vì bây giờ thì trên tay của chúng tôi đang là kết quả của top 45. Chỉ có 45 cô gái có thể cùng với chúng tôi bước tiếp tới vòng thi trang phục áo tắm. Và thật là hồi hộp đúng không thưa quý vị? Dạ vâng thưa quý vị, với phần thi vô cùng hấp dẫn này thì các cô gái chúng ta bên cạnh việc có thể khoe vẻ đẹp cơ thể của mình còn có thể thể hiện được bản lĩnh tự tin. Và bây giờ cô gái đầu tiên sẽ bước vào phần dự thi trang phục áo tắm mang số danh 256 Nguyễn Thị Thúy Ngọc. Xin được chúc mừng 273 Trần Thị Tú Hảo. Chúc mừng 188 Bùi Thị Hồng Trang. Xin được chúc mừng 351 Trần Hải Vy. Chúc mừng 114 Nguyễn Thị Nhật Linh. Kim Hậu. Chúc mừng 433 Đoàn Minh Thảo. Một 53 Lê Mỹ Duyên. 314 Đỗ Thanh Hường. 99 Nguyễn Huỳnh Kim Oanh. Một 23 Hoàng Thu Huyền. Xin được chúc mừng thí sinh 027 Nguyễn Thị Liên. Chúc mừng thí sinh 367 Võ Thị Thu Thảo. Xin được chúc mừng 164 Võ Quỳnh Thư. Chúc mừng 015 Trần Phương Nhi. Chúc mừng 055 Trần Thị Phương Nhung. Chúc mừng 145 Ngô Thị Bích Thủy.
được chúc mừng 332 Nguyễn Thị Lan Anh. Chúc mừng 119 Nguyễn Hà My. Và cô gái tiếp theo 151 Nguyễn Lê Hoàng Linh. 165 Hoàng Thị Yến Nhi. 404 Phạm Hương Anh. Chúc mừng 303 Phạm Thị Tú Trinh. Một cô gái đến từ Đồng Tháp. Xin được chúc mừng 158 Nguyễn Thiên Thành. Chúc mừng 174 Đỗ Thùy Dung. Xin được chúc mừng 182 Huỳnh Hà Hải Yến. Chúc mừng 203 Nguyễn Hồng Thanh. Xin được chúc mừng 066 Phạm Phi Vũ. Chúc mừng 079 Trần Thị Khánh Ly. Xin được chúc mừng 117 Nguyễn Ngô Nhật Hạ. Chúc mừng 051 Nguyễn Ngân Hà. Xin chúc mừng 014 Huỳnh Trần Ý Nhi. Chúc mừng 311 Đỗ Trần Ngọc Thảo. Một cô gái đến từ Thái Bình. Chúc mừng 102 Đỗ Thị Phương Thành. Chúc mừng 010 Nguyễn Phương Linh. Một 42 Trần Thị Hùng Linh. Chúc mừng 039 Nguyễn Thị Phượng. Xin chúc mừng 068 Mai Thị Hà Thu. Chúc mừng 095 Võ Tấn Sanh Vi. Xin chúc mừng 211 Bùi Khánh Linh. Chúc mừng 113 Phùng Thị Hương Giang. Thưa quý vị, trên danh sách của chúng tôi cầm chỉ còn 3 cái tên nữa thôi. Và cô gái ngay sau đây Châu xin đọc. Xin chúc mừng 512 Huỳnh Minh Kiên. Tiếp theo xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh. Dạ, chỉ còn 2 thí sinh nữa thôi ạ. Chúng ta xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 064 Đào Thị Hiền. Và bây giờ, hồi nãy em run quá nên là em đếm lộn anh ạ. Thật sự là chúng ta còn 2 cái tên nữa. Mừng quá. Bây giờ xin được chúc mừng 420 Trần Thị Thoa Thương. Dạ. Và cái tên cuối cùng. Đó là 416 Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân. Chúc mừng. Xin cảm ơn các cô gái còn lại ngày hôm nay, các bạn vô cùng tuyệt vời. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn các cô gái ạ. Và thưa quý vị, chúng ta đã biết là những cái tên còn lại sẽ bước vào phần thi trang phục áo tắm.
Và Quỳnh Châu cũng xin nhắc là chỉ còn ít phút nữa thôi thì cổng bình chọn chính thức của cuộc thi Bvox sẽ đóng. Vì vậy thì chúng ta nếu mà yêu thích cô gái nào, bất kể là bất kỳ cô gái nào trên sân khấu nha quý vị nha, thì chúng ta có thể bình chọn cho cô gái ấy đến với vòng chung kết bằng cách vào trang web missworldvietnam.bvox.vn để bình chọn cho họ ngay lúc này. Và mỗi lượt bình chọn của quý vị sẽ giúp cho 59 cô gái của chúng ta đến với vòng chung kết của cuộc thi, nên là quý vị hãy đừng bỏ lỡ nha. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón các thí sinh trong phần thi trang phục áo tổng đến từ thương hiệu NGC. Xin cùng chào đón 256 Nguyễn Thị Thúy Ngọc, chiều cao 1m78, số đo 3 vòng 81, 61, 91. Hai 73 Trần Thị Tú Hảo, cao 1m70, số đo 3 vòng 84, 62 và 93. Bùi Thị Hồng Trang, chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 79, 61, 89. Ba 51 Trần Hải Vi, cao 1m70, số đo 3 vòng 77, 59, 87. Nguyễn Thị Nhật Linh, chiều cao 1m68, số đo 3 vòng 80, 59, 88. Một 93 Lê Thị Kim Hậu, cao 1m68, số đo 3 vòng 82, 61 và 88. Đoàn Minh Thảo, chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 78, 60, 87. Một 53 Lê Mỹ Duyên, cao 1m69, số đo 3 vòng 81, 63 và 83. Một 4 Đỗ Thanh Hường, chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 85, 63, 93. Bốn 16 Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, cao 1m71, số đo 3 vòng 89, 62,5 và 94. Cao 1m74, số đo 3 vòng 78, 62, 90. 027 Nguyễn Thị Liên, cao 1m70, số đo 3 vòng 82, 63 và 87.
1m67, Võ Thị Thu Thảo. Chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 79, 60, 83. Một 64 Võ Quỳnh Thư, cao 1m71, số đo 3 vòng 81, 58 và 94. Không 15 Trần Phương Nhi, chiều cao 1m69, số đo 3 vòng 82, 59, 94. Không 55 Trần Thị Phương Nhung, cao 1m71, số đo 3 vòng 89, 63 và 91. Một 45 Ngô Thị Bích Thủy, chiều cao 1m74, số đo 3 vòng 80, 59, 86. Ba 32 Nguyễn Thị Lan Anh, cao 1m70, số đo 3 vòng 75, 57 và 90. Một 19 Nguyễn Hà My, chiều cao 1m76, số đo 3 vòng 80, 61, 90. Một 51 Nguyễn Lê Hoàng Linh, cao 1m73, số đo 3 vòng 84, 62 và 90. Một 65 Hoàng Thị Yến Nhi, chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 75, 59, 88. Bốn 04 Phạm Hương Anh, cao 1m65, số đo 3 vòng 80, 56,5 và 85. Ba 03 Phạm Thị Tú Trinh, chiều cao 1m66, số đo 3 vòng 78, 61, 89. Một 58 Nguyễn Thiên Thanh, cao 1m75, số đo 3 vòng 80, 62,5 và 93. Một 74 Đỗ Thùy Dung, chiều cao 1m69, số đo 3 vòng 78, 58, 85. Một 82 Huỳnh Hà Hải Yến, cao 1m68, số đo 3 vòng 80, 59 và 93. Let's make it fall.
3, Nguyễn Hồng Thanh. Chiều cao 1m68, sau đó 3 vòng 77, 60, 86. Con 66 Phạm Phi Phụng, cao 1m71, số đo 3 vòng 77, 63 và 90. Trần Thị Khánh Ly, chiều cao 1m69, sau đó 3 vòng 78, 57, 87. Một 17 Nguyễn Ngô Nhật Hạ, cao 1m69, số đo 3 vòng 81, 63 và 85. Nguyễn Ngân Hà, chiều cao 1m70, sau đó 3 vòng 81, 59, 95. Ba 11 Đỗ Trần Ngọc Thảo, cao 1m68, số đo 3 vòng 90, 61 và 88. Không 14 Huỳnh Trần Ý Nhi, chiều cao 1m75, số đo 3 vòng 79, 59, 89. Một 102 Đỗ Thị Phương Thanh, cao 1m74, số đo 3 vòng 79, 60 và 86. Không 10 Nguyễn Phương Linh, chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 81, 59, 91. Một 42 039 Nguyễn Thị Phượng, cao 1m74, số đo 3 vòng 84, 58 và 92. Thị Hà Thu, chiều cao 1m72, sau đó 3 vòng 80, 59, 90. Không 95 Võ Tấn Sanh Vi, cao 1m76, số đo 3 vòng 83, 63 và 92. Bùi Khánh Linh, chiều cao 1m77, số đo 3 vòng 85, 58, 95. Một 13 Phùng Thị Hương Giang, cao 1m73, số đo 3 vòng 81, 60 và 90.
512 Huỳnh Minh Kiên, chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 80, 61, 90. Không 64 Đào Thị Hiền, cao 1m75, số đo 3 vòng 86, 63 và 90. Trần Thị Thoa Thương, chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 88, 61, 94. Một 42 Trần Thị Hồng Linh, cao 1m72, số đo 3 vòng 80, 58 và 89. Ba 99 Nguyễn Huỳnh Kim Oanh, cao 1m69, số đo 3 vòng 90, 59 và 87. Thưa quý vị, vừa rồi là phần thi trang phục áo tắm của top 45 vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 với thiết kế đến từ Bikini NGC. Xin chúc mừng các thí sinh. Và có thể thấy các thí sinh của chúng ta phần lớn đều là những gương mặt mới, lần đầu tiên đến với các cuộc thi nhan sắc. Nhưng Quỳnh Châu tin rằng các bạn đều đã rất nỗ lực tập luyện để thể hiện tốt nhất phần thi của mình. Còn bây giờ quý vị sẽ nghỉ ngơi trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Kỳ quan độc nhất vô nhị, Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp, Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Thuốc giảm đau Tidon Plus giữa acetaminophen và caffeine giúp giảm đau hiệu quả trong các trường hợp đau đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau nhức do thất khớp, viêm xoang, cảm lạnh. Không dùng Tidon Plus cho người suy gan nặng, trẻ em dưới 12 tuổi, mẫn cảm với các thành phần của thuốc thiếu hụt G6PD. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Tidon Plus giảm đau hiệu quả. Sâm tươi Hàn Quốc sâm vàng, tích lũy sức khỏe mỗi ngày. Sâm vàng, cây sâm tươi chất lượng cao được canh tác bằng công nghệ nông trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc. Sâm tươi sâm vàng giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa ung thư, Alzheimer, tiểu đường, các bệnh gan thận, hỗ trợ sinh lý, hỗ trợ làm đẹp và trẻ hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi. Sở hữu ngay sâm tươi sâm vàng để bảo vệ, tích lũy và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Sâm tươi sâm vàng giao hàng trên toàn quốc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàng Tuấn Hữu Host với các thành phần chính từ thảo dược thiên nhiên như đẳng sâm, kiếm thực, liên nhục, hỗ trợ hiệu quả giảm tình trạng khí hư huyết trắng. Hoàng Tuấn Hữu Host, hotline tư vấn 1900 7061. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ngọc trai là biểu tượng của quyền lực địa vị, là trang sức dành cho người phụ nữ quý phái. Sự lung linh này là nỗ lực của vô chừng thời gian để từ một hạt cát trả lại cho đời một bóng phù hân hoàng. Long Beach Pearl Jun Premium, đồng hành chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, các thí sinh Miss World, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Viện thẩm mỹ công nghệ cao Jun Premium, số 1 nâng cơ công nghệ cao hàng đầu châu Á. Hotline 1900 9898 00. Sinh Hồng, đơn vị đồng hành cùng Miss Grand Việt Nam 2022 và Miss World Việt Nam 2023.
Viện chăm sóc da và phòng khám da liễu Sinhouse, số 1 điều trị và trẻ hóa da hàng đầu châu Á. Hotline 1900 989800. Với gần 30 năm kinh nghiệm, Gunsan Media Group mang đến sức mạnh của mạng lưới truyền thông quảng cáo phủ khắp Việt Nam. Tự hào là đơn vị duy nhất có hệ thống truyền thông quảng cáo trải rộng về mặt địa lý, phong phú về mặt hình thức và đa dạng về cách hiển thị, tạo nên một hệ sinh thái Digital AOH, khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu, trở thành cầu nối vững chắc, đưa thương hiệu tới gần khách hàng hơn bao giờ hết. Bivot cho phép tất cả mọi người theo dõi kết quả liên tục, trực tiếp trên hệ thống. Một điều mà các hình thức cũ không làm được. Không chỉ loại bỏ nguy cơ gian lận, Bivot còn mang tới trải nghiệm bình chọn mới lạ, tiện lợi và dễ sử dụng. Bivot, hệ thống đánh giá tín nhiệm uy tín áp dụng blockchain đầu tiên tại Việt Nam. Sức khỏe và trải nghiệm của mọi người làm thước đo cốt lõi cho sự phát triển. Dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp tận tâm, lấy sức khỏe làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm tiêu chuẩn. Bệnh viện Sante, tận tâm hết mình chăm sóc bằng cả trái tim. Bệnh viện thẩm mỹ JT Angel được Bộ Y tế cấp phép và đi vào hoạt động tại địa chỉ 852 An Dương Vương, phường 13, quận 6. Bệnh viện được đầu tư quy mô chuẩn 5 sao, 7 tầng dịch vụ với tổng diện tích gần 7.000 mét vuông. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu cả nước, địa chỉ làm đẹp tin cậy cho mọi người dân Việt Nam. Thuốc giảm đau Tidon Plus giữa acetaminophen và caffeine giúp giảm đau hiệu quả trong các trường hợp đau đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau nhức do thất khớp, viêm xoang, cảm lạnh. Không dùng Tidon Plus cho người suy gan nặng, trẻ em dưới 12 tuổi, mẫn cảm với các thành phần của thuốc thiếu hụt G6PD. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Tidon Plus giảm đau hiệu quả. Kỳ quan độc nhất vô nhị, Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp, Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Từ nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Minh Cường và Quỳnh Châu trân trọng kính chào toàn thể quý vị đang quay trở lại với đêm chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Thưa quý vị, chương trình đang được livestream trực tiếp trên TikTok, Fanpage và YouTube Miss World Việt Nam, YouTube Sen Vàng TV.
Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn có một phần thi nữa thôi, đó là trang phục dạ hội. Thì chúng ta sẽ biết cô gái nào sẽ có mặt trong đêm chung kết toàn quốc sẽ diễn ra tại bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế Maryland, Quy Nhơn và trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Nhưng trước khi tiếp tục theo dõi phần tranh tài của các thí sinh, thì xin mời quý vị hãy cùng ngắm nhìn lại hoạt động đồng hành mà 59 thí sinh tại vòng chung khảo của Miss World Việt Nam năm nay thông qua đoạn phim ngắn sau đây. Xin mời. Bước vào vòng chung khảo, các thí sinh Miss World Việt Nam 2023 đã có những hoạt động vô cùng thú vị và quá trình luyện tập chăm chỉ. Để có một sức khỏe thật tốt và tràn đầy năng lượng trong suốt cuộc thi, các cô gái đã luôn được đồng hành từ các nhà tài trợ. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, các thí sinh cùng Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Á hậu Nguyễn Phương Nhi đã tham gia hoạt động nhặt rác tại bãi biển Cần Giờ. Ngoài ra, các cô gái còn cùng top 3 Miss World Việt Nam 2022 đến thăm viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sác. Chuyến xe từ Maryland Quy Nhơn luôn đồng hành cùng hành trình ý nghĩa đó. Các thí sinh cùng nhau tham quan nhà máy RV OBV và vượt giới hạn chạm đam mê cùng Tidon Plus. Luôn tươi tắn khỏe mạnh với sâm tươi Hàn Quốc và mật ong rừng từ sâm vàng. Xinh đẹp sang trọng trong trang phục của The Soul. Tỏa sáng cùng trang sức Long Whisper. Lưu trú và tận hưởng tiện nghi từ Wing Hotel. Ngoài những phần thi và các hoạt động thú vị, top 59 thí sinh lại được tiếp thêm năng lượng từ những món ăn ngon và đầy dinh dưỡng từ nhà hàng gánh, hệ thống nhà hàng phố 79. Các cô gái đang nỗ lực hết sức mình để chuẩn bị cho những phần trình diễn xuất sắc nhất. Sau những buổi luyện tập chăm chỉ tại nhà hàng Hương Phố, các thí sinh đã được thư giãn và trải nghiệm ẩm thực phong phú tại nhà hàng Rankham Hen, M Coffee and Restaurant, nhà hàng Likey. Tất cả đã sẵn sàng cho đêm chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023. Dream.
Quý vị đang đến với phần dự thi trang phục dạo hội của top 45 thí sinh vòng trung khảo toàn quốc. Thí sinh 256 Nguyễn Thị Thúy Ngọc, nhân viên pháp lý trường đại học FPT. Phẩm thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh 188 Bùi Thị Hồng Trang, sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội. Nhà thiết kế Khang Trịnh đã sử dụng lăng kính thời trang của mình để tái hiện bức tranh thiên nhiên đầy sống động, mạnh mẽ và thơ mộng thông qua từng thiết kế trong bộ sưu tập Fred. Thí sinh 351 Trần Hải Vi, diễn viên, người mẫu. Nguyễn Thị Nhật Linh, sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Một 93 Lê Thị Kim Hậu, sinh viên Đại học Nam Cần Thơ. Một 53 Lê Mỹ Duyên, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Lợi 416 Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Bằng cách sử dụng kỹ thuật draping, đính kết tỉ mỉ với hàng ngàn viên pha lê trên các nền chất liệu khác nhau như lưới, organza, sequin lace, các thiết kế của bộ sưu tập Fred đã giúp các thí sinh thêm phần nổi bật, lung linh và tỏa sáng hơn trong phần trình diễn của mình. 123 Hoàng Thu Huyền, sinh viên Học viện Tài chính. Nguyễn Thị Liên,
sinh viên đại học Hưu Tech. Ba sáu bảy Võ Thị Thu Thảo, sinh viên Đại học Văn hóa. Một sáu bốn Võ Quỳnh Thư, sinh viên Đại học Duy Tân. Không một năm Trần Phương Nhi, sinh viên Western Sydney University Việt Nam. Phương Nhung, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Một bốn năm Ngô Thị Bích Thủy, sinh viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ba ba hai Nguyễn Thị Lan Anh, sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia. Một một chín Nguyễn Hà My, sinh viên Đại học Nam Cần Thơ. Chúc các thí sinh tỏa sáng trong phần thi là các thiết kế trong bộ sưu tập Fred đến từ nhà thiết kế Khang Trịnh cùng trang sức ngọc trai cao cấp đến từ Long Beach Burn. Một năm một Nguyễn Lê Hoàng Linh, sinh viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng chờ đón các thí sinh tiếp theo của vòng chung khảo toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 trong phần thi trang phục dạ hội với các thiết kế đến từ bộ sưu tập mang tên Destiny của nhà mốt 9192 được sáng lập bởi hai nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn. Thí sinh 165 Hoàng Thị Yến Nhi, sinh viên Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Bốn không bốn Phạm Hương Anh, British International School Hà Nội. Ba không ba Phạm Thị Tú Trinh, hiện là người mẫu.
1958, Nguyễn Thiên Thành, sinh viên Đại học Văn Lang. Đỗ Thùy Dung, hiện là người mẫu. 182, Huỳnh Hà Hải Yến, sinh viên Đại học Văn Lang. Nguyễn Hồng Thanh, sinh viên Đại học Cần Thơ. 066, Phạm Phi Phụng, sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. 079, Trần Thị Khánh Ly, sinh viên Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Những chi tiết tinh tế trong từng thiết kế của bộ sưu tập Destiny kết hợp cùng với trang sức ngọc trai cao cấp Long Beach Burn đã làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, giúp các thí sinh thu hút ánh nhìn và thêm phần tỏa sáng. 117, Nguyễn Ngô Nhật Hạ, sinh viên Đại học Duy Tân. 051, Nguyễn Ngân Hà, sinh viên Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 051, bộ sưu tập Destiny đem đến một sự kết hợp đầy tinh tế giữa các form dáng được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp với chất liệu bay bổng lấp lánh tạo nên sự lộng lẫy và quyến rũ. 014, Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh viên Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 399, Nguyễn Huỳnh Kim Oanh, sinh viên Đại học Hoa Sen. 111, Đỗ Trần Ngọc Thảo, sinh viên Đại học Hồng Bàng.
102 Đỗ Thị Phương Thanh, sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nguyễn Phương Linh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Một 42 Trần Thị Hồng Linh, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Nhà mốt 9192 của hai nhà thiết kế Phạm Sĩ Toàn và Huỳnh Bảo Toàn đã thành công trong việc pha trộn hoàn hảo sự tươi mới, tinh tế trong từng trang phục để mang đến bộ sưu tập Destiny đầy ấn tượng. Không 39 Nguyễn Thị Phượng, sinh viên Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Không 95 Võ Tấn Sanh Vi, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Hà Nội. Hai 11 Bùi Khánh Linh, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Một 13 Phùng Thị Hương Giang, sinh viên Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Năm 12 Huỳnh Minh Kiên, sinh viên Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Không 64 Đào Thị Hiền, sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng. Và trước khi đến với phần công bố kết quả, xin quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa.
kỳ quan độc nhất vô nhị. Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp. Maryland Quy Nhơn kỳ quan miền nhiệt đới. Đừng hỏi vì sao là cái chất lượng cao đó là vì sao, họng thông thoáng không có thấy đâu rác chỉ một viên sao, lidocaine và tyrosine zetrimonium, không phải phép màu luôn hiệu quả và tác động tức thì là nhờ có ba chất và biến mất kén luôn cả vi khuẩn đánh bật thêm ba rất thêm thèm mát vì ba hè nên giọng luôn khu như xa rất không đương mà vì cũng đủ ngọt ngào cảm giác quá chân thật nếu chất lượng là một cuộc thì chắc chắn xa là hạng nhất. Viên ngậm giảm nhanh đau họng không dùng Starsothrope cho người mẫn cảm với các thành phần của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm tươi Hàn Quốc sâm vàng, tích lũy sức khỏe mỗi ngày. Sâm vàng, cây sâm tươi chất lượng cao được canh tác bằng công nghệ nông trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc. Sâm tươi sâm vàng giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa ung thư, Alzheimer, tiểu đường, các bệnh gan thận, hỗ trợ sinh lý, hỗ trợ làm đẹp và trẻ hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi. Sở hữu ngay sâm tươi sâm vàng để bảo vệ, tích lũy và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Sâm tươi sâm vàng giao hàng trên toàn quốc. Ngọc trai là biểu tượng của quyền lực địa vị, là trang sức dành cho người phụ nữ quý phái. Sự lung linh này là nỗ lực của vô chừng thời gian để từ một hạt cát trả lại cho đời một bảo vật hân hoan. Long Beach Pearl. Về chuyển nhà và văn phòng, Việt Nam Moving, nơi trao niềm tin. Công ty hàng đầu về chuyển nhà và văn phòng, Việt Nam Moving, nơi trao niềm tin. Nghệ cao cấp nhất trong việc sản xuất hình ảnh, studio đầu tiên và duy nhất sở hữu bộ công nghệ Bullet Time của Exango cùng 96 camera, 4 giây của những thước phim đẳng cấp. Chúng tôi là Omedia, chúng tôi là một sự lựa chọn hoàn hảo trong việc nâng tầm chất lượng hình ảnh thương hiệu bằng công nghệ hình ảnh hàng đầu thế giới. Omedia Solution Upgrade Your Brand. Bệnh viện thẩm mỹ JT Angel từ Bộ Y tế cấp phép và đi vào hoạt động tại địa chỉ 852 An Dương Vương, phường 13, quận 6. Bệnh viện được đầu tư quy mô chuẩn 5 sao, 7 tầng dịch vụ với tổng diện tích gần 7.000 m2. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một trong những bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu cả nước, địa chỉ làm đẹp tin cậy cho mọi người dân Việt Nam. Tại sao mình lại xịt hỏa mỗi ngày vậy mẹ? Vì JCB sẽ giúp mẹ bảo vệ con. Mi ơi, bảo vệ bà nha. Xịt hỏng cái ôm JCB, hỗ trợ giảm đau họng, viêm họng. Giải pháp cho sắc đẹp căng tràn, thanh xuân trọn vẹn. Tinh hoa công nghệ cao đến từ Nhật Bản. NMN Nano Liquid. Quan tâm sắc vóc,
đón nhận hào quang. Sâm tươi Hàn Quốc sâm vàng, tích lũy sức khỏe mỗi ngày. Sâm vàng, cây sâm tươi chất lượng cao được canh tác bằng công nghệ nông trại thông minh theo công nghệ Hàn Quốc. Sâm tươi sâm vàng giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa ung thư, Alzheimer, tiểu đường, các bệnh gan thận, hỗ trợ sinh lý, hỗ trợ làm đẹp và trẻ hóa, giảm căng thẳng mệt mỏi. Sở hữu ngay sâm tươi sâm vàng để bảo vệ, tích lũy và nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Sâm tươi sâm vàng giao hàng trên toàn quốc. Thuốc giảm đau Tinam Plus chứa acetaminophen và caffeine giúp giảm đau hiệu quả trong các trường hợp đau đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau nhức do thấp khớp, viêm xoang, cảm lạnh. Không dùng Tinam Plus cho người suy gan nặng, trẻ em dưới 12 tuổi, mẫn cảm với các thành phần của thuốc thiếu hụt G6BD. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Tinam Plus giảm đau hiệu quả. Kỳ quan độc nhất vô nhị. Maryland Quy Nhơn. Nơi trao đổi kiến tạo đẳng cấp. Maryland Quy Nhơn, kỳ quan miền nhiệt đới. Trời nhẹ dần lên cao, hôm tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên, và dòng sông xanh kia nằm yên như không muốn trôi, phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Dìm dào ngàn heo mây thở than qua muôn khóm cây, chợt nghe hững hờ mùa hạn mưa thớt qua tầm tay, thì vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Tờ dòng trời phiêu lãng cuối đời bột bèo phù du kiếp người, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười vì đời còn mùa hạ tươi vui, và lòng còn nhiều điều muốn nói, hãy thắp sáng tâm hồn cháy lên trong tim mỗi người những yêu thương trong cuộc đời. Mùa hạ ơi tình phơi phới, bạn đời xin hãy xóa tan đi bao đêm trường, bước cùng du trong cuộc đời. Đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu, một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời có nụ cười bước cháy lòng người, có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi, hẹn gặp em trong một khi khác, kỷ niệm đôi ta đang ghi nhớ trong tim. Chim bao vùng trời yêu thương, nếu nắng mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy, hẹn gặp lại hàng ngày tháng của sau này.
những yêu thương trong cuộc đời. Mùa hạ ơi, tình phơi phới, bạn ơi xin hãy vun cánh nỗi buồn, xóa tan đi bao lời trường, bước ung dung trong cuộc đời. Hạ ơi, hẹn gặp lại nhau ngày tháng phút sau này. Thưa quý vị, đó là Mashup vào hạ có hẹn với thanh xuân. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho Lân Nhã, Sophia và vũ đoàn Sắc Màu. Cảm ơn Lân Nhã, cảm ơn Sophia. Và thưa quý vị, chắc hẳn là với giai điệu vui tươi vừa rồi thì chúng ta đang rất háo hức chờ đón một cái hẹn đến với một địa điểm mà Châu nghĩ rằng là ở nơi đó sẽ có biển xanh, nắng vàng, cát trắng để cùng trải nghiệm một thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế Maryland, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và chờ đón sự xuất hiện của tân hoa hậu Miss World Việt Nam năm nay. Và thưa quý vị, sau những phần tranh tài của các thí sinh trong đêm nay thì chúng tôi tin chắc rằng là riêng bản thân của mỗi quý vị ở đây cũng đã có cho mình top 3 và tên của những cô gái mà mình nghĩ rằng là sẽ xứng đáng để kế nhiệm một hành trình vô cùng tuyệt vời của top 3 Miss World đương nhiệm. Thưa quý vị, và trước khi đến với phần công bố kết quả thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về những giải thưởng của cuộc thi sau những hình ảnh sau đây. Miss World Việt Nam 2023, những giải thưởng danh giá. 11 giải thưởng phụ, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, bao gồm người đẹp nhân ái, người đẹp tài năng, người đẹp bản lĩnh, người đẹp truyền thông, người đẹp biển, người đẹp thể thao, người đẹp thời trang, người đẹp áo dài, người đẹp được yêu thích nhất, người có làn da đẹp nhất, người đẹp du lịch. Giải Á Hậu 2 100 triệu đồng và được trao tặng Vương miện Á Hậu 2. Giải Á Hậu 1 150 triệu đồng và được trao tặng Vương miện Á Hậu 1. Tần Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 sẽ được trao tặng 300 triệu đồng và những vật phẩm giá trị. Ghế đăng quang, quyền trượng và chiếc vương miện danh giá. Thưa quý vị, và ngày hôm nay thì những cô gái chúng ta đã vô cùng tỏa sáng và họ thực sự là tự tin. Tuy nhiên, may mắn sẽ thuộc về ai và những cô gái nào sẽ bước tiếp vào đêm chung kết toàn quốc của Miss World Việt Nam 2023. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả. Thật sự là Quỳnh Châu cảm thấy là rất là căng thẳng tại vì ngày hôm nay mình lại phải đọc thêm một lần nữa danh sách, tại vì hồi nãy mình nghĩ là top 45 là đã tiếp tục đi tiếp rồi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một phần công bố những thí sinh chính thức sẽ có mặt tại vòng chung kết toàn quốc lần này. Và chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại tất cả những gương mặt xinh đẹp đang có mặt trong vòng chung khảo của Miss World Việt Nam 2023. Và xin mời anh Cường. Thưa quý vị, và chúng tôi xin được nhận kết quả đến từ trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo Phạm Kim Dung. Đây là kết quả của vòng thi phụ và các thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc. Và thưa quý vị, như là chúng tôi đã thông báo thì thí sinh chiến thắng ở danh hiệu người đẹp tài năng sẽ là thí sinh có cơ hội được bước tiếp vào vòng chung kết. Và ngay bây giờ thì trên tay Quỳnh Châu là kết quả của thí sinh đạt giải người đẹp tài năng. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phim ngắn sau đây để thấy rằng các cô gái chúng ta đã tài năng như thế nào, thưa quý vị. Phần thi người đẹp tài năng. Các thí sinh đã chinh phục ban giám khảo bằng những màn thể hiện tài năng ấn tượng, đa sắc màu và sáng tạo. Năm cô gái tài năng đã chinh phục ban giám khảo: Nguyễn Ngân Hà, số báo danh 051. Trần Hải Vy, số báo danh 351. Tôi
Phạm Thị Tú Trinh, số báo danh 303. Lê Thị Kim Hầu, số báo danh 193. Lê Khắc Anna, số báo danh 082. Ai sẽ là người đẹp tài năng giành tấm vé tiến thẳng đến top 20 vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023? Hãy cùng chờ đón trong ít phút nữa. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có 5 cái tên của top 5 đề cử người đẹp tài năng. Và ai trong số họ sẽ là người đẹp tài năng có cơ hội được bước thẳng vào vòng chung kết và tiến thẳng đến top 20 chung cuộc? Thưa quý vị, năm cô gái chúng ta đều vô cùng tài năng và chỉ có một cái tên được gọi thôi sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng toàn quốc. Và xin được chúc mừng giải người đẹp tài năng đã thuộc về thí sinh đến từ Nghệ An 051 Nguyễn Ngân Hà. Chúc mừng! Và bạn cũng chính là cô gái đầu tiên có mặt tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 7 này. Và xin kính mời Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Giám đốc phát triển thương hiệu Sâm Vàng, sẽ lên trao hoa. Và đương kim Miss World Việt Nam 2022, Huỳnh Nguyệt Mai Phương sẽ lên trao sash cho thí sinh đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Và thưa quý vị, một tràng pháo tay cho thí sinh đầu tiên tiến thẳng vào top 20 chung cuộc. Chúc mừng Nguyễn Ngân Hà. Thật tuyệt vời. Và cũng xin cảm ơn hai nàng hậu rất tài năng của chúng tôi, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố top 5 đề cử cho danh hiệu Người đẹp du lịch. Và để biết thêm thông tin chi tiết hơn về phần thi này, mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn phim ngắn sau. Người đẹp du lịch, một phần thi quan trọng của Miss World Việt Nam, nơi các cô gái giới thiệu quảng bá du lịch của quê hương mình sinh ra. Phần thi người đẹp du lịch của Miss World Việt Nam 2023 chính thức khởi động với format mới mẻ và hấp dẫn. 59 cô gái tại vòng chung khảo Miss World Việt Nam 2023 thực hiện những clip ngắn giới thiệu về du lịch địa phương và đăng tải trên nền tảng TikTok. Sáng tạo. Độc đáo. Khai thác nhiều khía cạnh. Thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Ngay sau đó, top 41 thí sinh sở hữu video ấn tượng tiếp tục chinh phục ban giám khảo tại vòng tiếp theo. Tại vòng thi này, các cô gái hóa thân thành những hướng dẫn viên du lịch, tự tin thuyết trình về nét đẹp quê hương mình bằng tất cả sự tự hào. Xinh đẹp, tự tin, lan tỏa niềm tự hào về quê hương xứ sở.
Fox đề cử người đẹp du lịch Miss World Việt Nam 2023 gọi tên. Thưa quý vị, như vậy là top 10 người đẹp du lịch đã được lộ diện. Vậy thì top 5 đề cử cho danh hiệu người đẹp du lịch sẽ là ai? Và thưa quý vị, xin được chúc mừng 303 Phạm Thị Tú Trinh đến từ Bình Phước là cô gái đầu tiên của top 5 người đẹp du lịch. Và tiếp theo, chúc mừng thí sinh 142 Trần Thị Hồng Linh đến từ Đà Nẵng. Xin được chúc mừng 015 Trần Phương Nhi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng 193 Lê Thị Kim Hậu đến từ Cần Thơ. Và cô gái cuối cùng trong top 5 người đẹp du lịch, xin được chúc mừng cô gái đến từ Nghệ An 064 Đào Thị Hiền. Và ngay sau đây xin kính mời bà Đào Thị Kim Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm RVOBB và ông Animes Tiagi, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm RVOBB, nhà tài trợ Kim Cương sẽ lên trao hoa cho top 5 đề cử danh hiệu người đẹp du lịch. Thưa quý vị, và top 5 đề cử người đẹp du lịch sẽ tiếp tục tranh tài với sứ mệnh giới thiệu và quảng bá vẻ đẹp du lịch văn hóa. Ai sẽ trở thành người đẹp du lịch của Miss World Việt Nam 2023? Hãy cùng chúng tôi theo dõi và đón chờ cái tên xuất sắc nhất được xướng lên cho danh hiệu này vào đêm chung kết toàn quốc diễn ra tại Kỳ Quan Miền Nhiệt Đới Maryland, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào tháng 7 sắp tới. Một lần nữa một tràng vỗ tay cho top 5 người đẹp du lịch của chúng ta. Xin cảm ơn thương hiệu hoa S Floris với những bó hoa thật đẹp và tươi tắn. Và xin cảm ơn bà Đào Thị Kim Loan cùng ông Animes Tiagi. Xin chúc mừng cho top 5 của chúng ta. Thưa quý vị, và cũng thật ngẫu nhiên khi trên tay của chúng tôi những cô gái này cũng chính là 5 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc của Miss World Việt Nam 2023. Đây quả thật là một điều đặc biệt, xin được chúc mừng. Và thưa quý vị, sẽ là một lợi thế nếu bạn chiến thắng những vòng thi phụ trong chặng hành trình chinh phục vương miện của mình. Và bây giờ cô gái tiếp theo có mặt tại vòng chung kết sẽ là cô gái chiến thắng danh hiệu người đẹp truyền thông. Và chúng ta sẽ cùng xem kết quả được hiển thị trên màn hình LED quý vị nha. Chúc mừng người đẹp truyền thông vòng chung khảo toàn quốc 314 Đỗ Thanh Hường. Thưa quý vị, Đỗ Thanh Hường đã ghi nhận được 9.924.266 lượt views trên kênh truyền thông TikTok của cá nhân. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Khánh, quản lý thương hiệu Long Beach Brand, nhà tài trợ trang sức và vương miện sẽ lên trao hoa cho thí sinh đã đạt danh hiệu người đẹp truyền thông vòng chung khảo toàn quốc. Quý vị, kết quả này chúng tôi đã chốt vào 11 giờ ngày 11 tháng 6. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Minh Khánh. Và năm nay với 80% điểm bình chọn từ khán giả thông qua cổng bình chọn trực tuyến Bvote và 20% điểm từ ban giám khảo, thì hai cô gái nào đã trở thành thí sinh được yêu thích nhất tại vòng chung khảo của Miss World Việt Nam năm nay? Và cũng như là đó chính là hai cái tên tiếp theo được xướng tên bước tiếp vào vòng chung kết. Và chúng ta hãy cùng theo dõi quý vị nha. Và hai cô gái đã trở thành thí sinh được yêu thích nhất vòng chung khảo của Miss World Việt Nam năm nay đó là 404 Phạm Hương Anh và 012 Nguyễn Minh Trang. Đây là hai thí sinh được yêu thích nhất tại vòng chung khảo của Miss World Việt Nam năm nay. Xin chúc mừng.
Xin mời bà Lê Thị Xuân, chủ tịch Sing Group, cố vấn thẩm mỹ và spa, nhà tài trợ thẩm mỹ và spa, và Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ lên trao hoa cho thí sinh đã đạt danh hiệu người đẹp được yêu thích nhất vòng chung khảo toàn quốc của cuộc thi. Một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn bà Lê Thị Xuân và Hoa hậu Bảo Ngọc. Và xin được chúc mừng hai thí sinh Phạm Hương Anh và Nguyễn Minh Trang. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với danh sách thí sinh bước vào vòng chung kết toàn quốc vào tháng 7 này. Thí sinh đầu tiên, một cô gái đến từ Thừa Thiên Huế, xin chúc mừng 095 Võ Tấn Sanh Vy. Một 88 Bùi Thị Hồng Trang, Quảng Ninh. Xin chúc mừng 351 Trần Hải Vy. Chúc mừng thí sinh 158 Nguyễn Thiên Thanh. Và cô gái nào tiếp theo đây ạ? Xin được chúc mừng 433 Đoàn Minh Thảo đến từ Hà Nội. Chúc mừng thí sinh mang số máy danh 273 Trần Thị Tú Hảo. Xin được chúc mừng 027 Nguyễn Thị Liên. Chúc mừng thí sinh 153 Lê Mỹ Duyên. Xin được chúc mừng 256 Nguyễn Thị Thúy Ngọc. Chúc mừng thí sinh 055 Trần Thị Phương Nhung. Chúc mừng thí sinh 119 Nguyễn Hà My. Chúc mừng thí sinh 123 Hoàng Thu Huyền. Xin được chúc mừng 164 Võ Quỳnh Thư. Chúc mừng 039 Nguyễn Thị Phượng. Chúc mừng 151 Nguyễn Lê Hoàng Linh. Chúc mừng 203 Nguyễn Hồng Thanh. Nguyễn Thị Lan Anh, xin chúc mừng. 165 Hoàng Thị Yến Nhi. Xin được chúc mừng 174 Đỗ Thị Dung. Chúc mừng 079 Trần Thị Khánh Ly. Một cô gái đến từ Đà Nẵng, xin được chúc mừng 117 Nguyễn Ngô Nhật Hạ. Chúc mừng thí sinh 010 Nguyễn Phương Linh. Một cô gái đến từ An Giang, 066 Phạm Phi Vũ.
Và tiếp theo, 08 Mai Thị Hà Thu. Xin được chúc mừng 311 Đỗ Trần Ngọc Thảo. Xin chúc mừng 102 Đỗ Thị Phương Thanh. Xin được chúc mừng 014 Huỳnh Trần Ý Nhi. Chỉ còn 5 cô gái nữa thôi. Và xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 113 Huỳnh Minh Kiên. 113 chúc mừng thí sinh Phùng Thị Hương Giang. Và xin chúc mừng 512 Huỳnh Minh Kiên. Chúc mừng thí sinh 211 Bùi Khánh Linh. Và thưa quý vị, như vậy là đã có 39 cô gái được xướng tên. Và chúng ta chỉ còn một cái tên nữa thôi. Và thí sinh cuối cùng sẽ có mặt trong top 40 chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023 là một cô gái đến từ tỉnh Quảng Nam. 420 Trần Thị Thoa Thương. Như vậy là top 40 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào chặng hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất đã chính thức lộ diện. Liệu rằng nhan sắc nào sẽ tiếp tục chinh phục được quý vị khán giả và ban giám khảo khó tính khi lan tỏa vẻ đẹp của trí tuệ cùng lòng hướng về cộng đồng, xã hội và trở thành người đẹp nhân ái, góp mặt trong top 5 chung cuộc. Mời quý vị đón theo dõi các tập phát sóng phần thi người đẹp nhân ái trên kênh chính thức của Miss World Việt Nam. Và dù không tiến xa hơn trong cuộc thi nhưng là các thí sinh còn lại thì hãy mang đến một khoảnh khắc rất là đáng nhớ cùng với chặng hành trình Miss World Việt Nam 2023. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay dành cho tất cả các cô gái xinh đẹp trên sân khấu ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, đêm chung khảo Miss World Việt Nam 2023 với chủ đề Dreamland xin được phép khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn quý lãnh đạo, các vị khách quý, quý khán giả đã dành thời gian tham dự cũng như theo dõi chương trình đêm nay. Cảm ơn các đơn vị nhà tài trợ đồng hành cùng cuộc thi. Hãy cùng chúng tôi dõi theo chặng hành trình sắp tới của các thí sinh tại vòng chung kết toàn quốc vào tháng 7 sắp tới. Và đêm chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2023 tại Kỳ Quan Miền Nhiệt Đới Maryland Quy Nhơn và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 Đài Truyền Hình Việt Nam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.